Bà đang quay đấy. Tối này không thấy sân vận động. Đang tối. Đang đi sáng mà. Đi ạ. Hả? Đang đi sáng mà. Ừ, con đi trước đi. Đấy. Từ từ thôi, đi từ từ nào. Đâu chả nhìn thấy gì. Wow, kìa kìa. Thành niên ngang 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 ngang. Mày có ba đâu? Vào sân đi xem nào. Mày có ba đâu? Hả? Mày có ba đâu? Đây. Đâu? Đây ngoảnh này. Đâu? Đây. Kìa. Ừ. Xe máy để mình để bên đấy rồi. Đấy. Các bà các bác đang thể dục thể thao đấy. Mai lên cầm bóng lên bố con mình đá nhá. Được không? Ừ? Đồng ý không? Ngoảnh đây nhìn này. Đồng ý không? Trên lớp có được đá bóng không con? Không. Không à? Nào, ngồi lên. Chạy đâu đấy? Wow, thanh niên. Hơi tối phải không? Đứng lên đi à nói. Ngồi để chơi nhá. Xem sân cỏ thế nào.